Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Tiếp tục video này mình sẽ hướng dẫn các bạn tham gia chương trình Wattulit để có cơ hội may mắn mua được tóc cần với giá free sale là tóc cần là cao nè các bạn. Thì để giúp cho các bạn có thể được x10, x20 tài sản các bạn. Nếu bạn nào may mắn nha các bạn, lưu ý. Thì để tham gia giá hôm nay các bạn click phần link mô tả dưới video mình, các bạn mở cái link sự kiện của nó ra các bạn. Thì danh sách trắng này thì con này đã vừa dịch qua tiếng Việt các bạn. Hàng ngạch danh sách trắng này được giới hạn cho 5.500 người may mắn nha các bạn. Con này chạy trên nền tảng Hubie của Gen. Thì nhiệm vụ đầu tiên các bạn vào theo dõi nè. Một nè. Rồi theo dõi tiếp theo là sàn mẹ em đét nè. Rồi mình theo dõi rồi các bạn. Rồi tiếp tục các bạn theo dõi về Wattulit nữa nè. Wittator chứ. Telegram nè. Rồi tiếp tục các bạn đăng lại một cái tài quyết chứ hát tan là xcount nè. Trên sàn của con coin đi. Trong ba tài quyết tơ này các bạn đăng lại tài quyết bài nào cũng được chứ các bạn. Mình vô đăng sàn em đất đi. Nè các bạn. Các bạn like nè các bạn. Các bạn chấp nhận với tài quyết nha các bạn. Các bạn dán hát tan là xcount vào. Có chữ xcount là được các bạn. Rồi các bạn đăng test lên nè. Sau khi các bạn tự quyết lên xong thì các bạn bắt up lại nè. Giờ bộ mẫu cho anh vào Telegram nhóm. Ê, sorry các bạn. Rồi các bạn tiếp tục mở điều mẫu ra nha các bạn. Rồi, dòng đầu tiên thì các bạn điền địa chỉ email của mình nha các bạn. A công anh nhân quân 591 cơm. Rồi, tiếp tục thì các bạn gửi lại một cái link tại Twitter account của tất cả các bạn. Thì các bạn mở tại Twitter của tất cả các bạn ra nha tất cả các bạn. Các bạn nhấp vào bài bệnh cùng nè, nhấp vào một hồ sơ nè. Các bạn bài bệnh cùng nè, các bạn bấm vào chia sẻ nè. Rồi các bạn sao chép liên kết đến tại Twitter của tất cả các bạn nè. Rồi các bạn bắt up lại nha các bạn. Các bạn nhắn vào đây. Tiếp tục thì các bạn son Telegram. Và ngày mai tiếp tục thì các bạn join vào kênh Telegram của nó. Sorry các bạn điền lại username Telegram của tất cả các bạn nhé các bạn. A cộng mình 3 số 1, 3 số 2. Tiếp tục các bạn bấm Don nha các bạn. Bạn vào đây follow ba cái tài Twitter này nha các bạn. Rồi tiếp tục các bạn chụp một bức ảnh các bạn đã request chữ Binet với hashtag là Coin nè các bạn. MMO account nè. Các bạn mở tài Twitter của các bạn ra nè. Rồi các bạn lướt xuống nha các bạn. Rồi các bạn chụp màn hình lên nè. Để mình vuốt ba ngón tay các bạn. Rồi các bạn bắt up lên nha các bạn. Rồi các bạn gửi lên một cho nó một cái tệp nè. Rồi tất cả các bạn tải lên nha tất cả các bạn. Dự án này các bạn có thể mua tối thiểu được, nếu bạn may mắn trúng vào danh sách trắng thì các bạn mua tối thiểu được có 100 đô tối đa nha các bạn. Rồi các bạn tiếp tục các bạn gửi lên một link request nè. Đâu tự tơ mình đâu ta. Có phải các bạn chụp xíu nha các bạn. Các bạn nhập vào bài cùng nhấp vào một hồ sơ nè các bạn. Các bạn chia sẻ cái bài tài quyết này nè các bạn. Bạn sao chép liên kết nè. Rồi tiếp tục thì các bạn bắt up nữa nè. Các bạn dán lên tweet ở đây nè. Rồi YouTube lộng chatbot. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn join vào những kênh Telegram group nó và chatbot trên chat cho nó các bạn. Đây là bình luận cho nó. Các bạn join vào nè. Các bạn join sao rồi các bạn bình luận như một câu đi nha các bạn. Khoan để mình vào Google dịch. Google dịch dự án tốt. Rồi tiếp tục các bạn bắt vào đây nha các bạn.
các bạn bình luận gì cũng được cho người ta các bạn. Rồi tất cả các bạn chụp màn hình lên người ta các bạn. Phan 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 phan. Sau nha bạn, các bạn bình luận xong các bạn chụp màn hình lên các bạn để mình vuốt ba ngón tay để mình chụp màn hình lên rồi tiếp tục thì các bạn bắt đắp lên nè. Trên điện thoại nó có một lưu phòng rồi tiếp tục bạn John sẽ tiếp nhóm Mendes nữa. Sao nha bạn, các bạn xem sao thì Mendes rồi các bạn cũng bình luận một câu các bạn. Rồi bạn gửi lại cho bạn này. Rồi tiếp tục các bạn chụp màn hình lên nè. Rồi bạn mới đáp lên nè. 28. Và các bạn tiếp tục các bạn xem sao nguồn ngay trên Telegram của nó tiếp tục nè. Các bạn xem sao các bạn. Các bạn đứng cấp cha. Để chờ cấp cha coi. Rồi các bạn cũng dán vào cái link các bạn đã ấy các bạn. Để mình chờ chút xíu có captcha không các bạn. Chắc không thấy nó có captcha ta. Nó có captcha thì bạn chụp màn hình luôn các bạn. Rồi bạn bắt đắp tiếp tục rồi. Rồi tiếp tục các bạn dọn dẹp kênh channel nó luôn nè. Các bạn dọn dẹp các bạn. Rồi các bạn chụp màn hình lên luôn các bạn. Rồi các bạn mới đắp lên. Rồi các bạn gỡ lên 4 tạch nha bạn. 1, 2, 3, 4. Chọn từ thiết bị. 1, 2. Rồi các bạn thêm tạch khác nữa. Các bạn chọn 4 tạch gì nữa các bạn. 2. Thêm tạch khác. 3. Thêm tích khác 4. Đúng ta 1 2 3 4. Rồi các bạn bấm tay lên các bạn. Rồi tiếp tục các bạn điền địa chỉ Huawei của Chen các bạn. Thì các bạn mở cái trình duyệt với MetaMask của các bạn ra. Các bạn tích hợp mạng Huawei của Chen vào các bạn. Chưa sao gì sáng mình đẹp thật ta. Rồi các bạn chọn mạng Huawei của Chen nha các bạn. Các bạn bấm send nè. Ơi lộn, các bạn bấm reset chứ. Các bạn copy nè các bạn. Rồi các bạn mới đắp lại cái link form hồi nãy nha các bạn. Các bạn dán vô đây nè. Rồi tất cả các bạn bấm nút gỡ là xong nha các bạn. Ok như vậy mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình danh sách trắng để có cơ hội nhận token cao. Đến đây cũng kết thúc nha các bạn. Vì mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video clip tiếp theo từ mình nha.